Khoảng nửa tháng nữa, AFF Cup 2018 sẽ chính thức khởi tranh với những trận đấu được cho là rất hấp dẫn. Chuẩn bị cho giải đấu cuối cùng và rất quan trọng của năm 2018, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã sang Hàn Quốc tập huấn. 30 cầu thủ đang nỗ lực tập luyện và thể hiện mình để giành suất tham dự giải bóng đá lớn nhất Đông Nam Á. Dù chưa biết trước 23 cầu thủ nào sẽ được chọn, thế nhưng trong số những cái tên đang có mặt trên tuyển, người ta cũng phần nào hình dung ra một vài cái tên họ có thể sẽ là những người nắm giữ băng thủ quân của đội tuyển Việt Nam. Đầu tiên, không thể không nói đến Nguyễn Văn Quyết, người nắm giữ băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam và mới đây nhất là Olympic Việt Nam thi đấu ở ASEAN 2018. Văn Quyết được xem là cầu thủ kế cận thế hệ mà những Công Vinh hay Thành Lương để lại. Tiền vệ của Hà Nội cho thấy anh là cầu thủ có năng lực chuyên môn tốt và những lần đeo băng đội trưởng trước đó, Văn Quyết cũng làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Không ngẫu nhiên mà huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng và trao băng thủ quân cho cầu thủ này. Tố chất thủ lĩnh của Văn Quyết nằm nhiều ở yếu tố tinh thần. Anh có khả năng động viên tinh thần các đồng đội ở những thời điểm gặp nhiều khó khăn. Và quan trọng hơn, Văn Quyết cũng là người có tiếng nói trong phòng thay đồ của đội tuyển. Sẽ không ngạc nhiên nếu cầu thủ này sẽ tiếp tục là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2018. Người thứ hai cũng không thể bỏ qua, đó là ứng viên nặng ký mang tên Xuân Trường. Tiền vệ người Tuyên Quang là cái tên không còn xa lạ gì với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Anh chính là người đã góp công lớn trong chiến tích đoạt ngôi Á quân châu Á hồi đầu năm. Trong vai trò thủ lĩnh của LU, Xuân Trường luôn làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Cũng giống như Văn Quyết, Xuân Trường có khả năng hô hào, động viên tinh thần đồng đội. Không những thế, ở anh còn có những tố chất rất đặc biệt khiến người khác phải nể phục. Đầu tiên, phải kể đến là khả năng ngoại ngữ rất tốt. Rất nhiều lần trong quá khứ, Xuân Trường đã dùng vốn ngoại ngữ của mình để bày tỏ quan điểm với trọng tài. Thậm chí, có những lần anh còn khiến trọng tài thay đổi quyết định bằng những tranh luận sắc bén. Theo như tiết lộ từ người trong cuộc, ở ASEAN 2018 vừa rồi, Xuân Trường cũng chính là người đã có sáng kiến họp riêng toàn đội sau mỗi trận đấu. Sáng kiến này được ủng hộ và cứ sau mỗi trận đấu, các cầu thủ lại ngồi với nhau và chỉ ra những điểm còn thiếu sót để hoàn thiện hơn ở những trận đấu sau đó. Trước giới truyền thông, Trường luôn tỏ ra đĩnh đạc và ví dụ gần đây nhất phải kể đến là phát biểu đầy thông minh trước câu hỏi của các phóng viên. Em nghĩ là những điều chúng mới học được nói ra đây hết thì có thể ảnh hưởng đến giải đấu tới, cho nên là để cho những trận đấu của em trả lời trên sân. Em sẽ trả lời vào những cái điều mà em học được từ huấn luyện viên trưởng trên sân, nên là em sẽ không nói ở đây. Người thứ ba được nhắc đến đó là tiền vệ Đinh Thanh Trung. Anh là một trong số những cầu thủ nhiều tuổi nhất ở đội tuyển Việt Nam. Mùa giải vừa qua, phong độ của cầu thủ này vẫn khá ổn và đó là lý do huấn luyện viên Park Hang-seo không thể bỏ qua anh. Trong quá khứ, Thanh Trung từng đeo băng thủ quân đội tuyển Việt Nam. Với kinh nghiệm và chất lượng chuyên môn của mình, anh hoàn toàn có thể được tin tưởng lĩnh xướng vai trò thủ lĩnh. Hoặc chỉ ít, nếu nằm trong danh sách 23 tuyển thủ dự AFF Cup 2018, anh cũng có thể làm đội phó. Người cuối cùng có thể được trao cho trọng trách này đó là thủ môn Đặng Văn Lâm. Trong lịch sử, một thủ môn đeo băng đội trưởng không phải là chuyện quá bất ngờ. Xét về mặt thông số, Văn Lâm chính là thủ môn xuất sắc nhất ở V-League 2018 vừa qua. Trong màu áo Hải Phòng, anh thi đấu chắc chắn và là chỗ dựa tin cậy cho các đồng đội. Văn Lâm được cho là chắc suất tham dự giải đấu AFF Cup 2018, khác với ASEAN phần nhiều vẫn dành cho LU. Giải sắp tới thuộc cấp độ đội tuyển quốc gia và với việc phong độ của những thủ môn còn lại không tốt bằng, Văn Lâm đang nắm trong tay lợi thế rất lớn để bắt chính.